đấy ở tình trạng mà cái cháy ở nhiều nơi vẫn rất là phổ biến luôn mọi người nhá, đặc biệt là các cháu nhỏ đang trong quá trình đến trường, các cháu mầm non bị rất là nhiều. Bởi vì sao ạ? Đấy, bởi vì là cái tình trạng là chúng ta thấy là đi ngủ là chúng ta thấy là các cháu là hầu như là ngủ chung đấy, ngủ chung là cháy rất là từ bên bạn là sang các bạn khác là lây rất là nhiều luôn đấy. Bố mẹ nếu mà không phòng tránh không ngừa cho con sớm á thì các bé các cái con cháy này nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đấy, nó còn làm cho là người các bé là mệt mỏi và gầy đi đấy, nên là mọi người để ý và chữa ngay luôn nhá. Đấy, để càng nhiều là nó càng sinh sôi rất là nhanh, rất là bẩn luôn ạ. Thì cái thành phần mà hôm nay mình muốn giới thiệu, cái sản phẩm mà mình hôm nay muốn giới thiệu đến mọi người đó là rượu ủ cháy dạp chuyền. Đấy, chỉ trong vòng là có mọi người thấy là 2 đến 3 lần ủ cháy là hết sạch luôn. Đấy, sau đỡ ngay một lần đầu tiên sử dụng. Đó, nói thật sự luôn, khách hàng của bên em Loan sử dụng rất là nhiều. Đấy, mọi người cứ dùng thử lấy một chai này, không giá thành không đắt một tí nào luôn. Và an toàn luôn, lành tính luôn mọi người nhé. Sản phẩm này thì nó trị cháy, trị chứng của cháy luôn. Đấy, các bạn cứ gội sạch cho các cháu, sau đó là mọi người cho vào rồi mọi người ủ tầm 15-20 phút. Đó, bạn nào bị nhiều quá thì cứ ủ đến 30 phút rồi mọi người gội lại. Gần như là nó sạch hết da hết luôn mọi người nhá. Rất là sạch luôn. Đấy, loại này thì nó xịt, cứ xịt trực tiếp lên rồi ủ là được thôi. À, bạn nào mà ấy thì cuốn lại. Đó, bạn nào mà muốn nhanh thì cuốn cái ni lông lại trên đầu hoặc là có cái chùm đầu đó. Mọi người chúm lại, cuốn lại, để chùm lại để như vậy. Thì bạn nào mà quá nhiều thì đuổi tầm 1 tiếng mọi người nhá, rồi gội lại là được. Đấy, nói chung là sử dụng thì cái sản phẩm này mình thấy là rất là an toàn mà lại lành tính, mà hiệu quả rất là cao luôn. Hầu như là bé nào dùng cũng được hết. Đó, em Loan cho khách hàng sử dụng là cái rượu ủ cháy này rất là ok luôn. Không có ai gọi điện thắc mắc là chị ơi em không hết cháy đâu, mà là ok luôn đó mọi người nhá. Ok ngay từ lần đầu luôn. À, được luôn đó mọi người nhá. Đấy. Đấy, còn thắc mắc cho cái sản phẩm rượu ủ cháy này thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0985 328 298 thì mình sẽ tư vấn cụ thể mọi người nhé. 0985 328 298 đó là số điện thoại của em. Ok, xin chào cả nhà.